Làm gì có chuyện gì vậy? Trời ơi, bãi ông nước rồi, bắn người ta ướt hết trơn rồi nè. Đáng đời, ướt như con chuột lột. Mày cười cái gì? Cái phòng của mày cũng bị rồi đó. Nước gặp hết trơn nguyên cái sàn nhà rồi. Bây giờ cái phòng tao nó mới như cái bể bơi như thế. Ờ, sao là lỗi tại tao? Chứ không phải từ đầu tại mày ở dơ nhét ghế vô trong bồn cầu cho nên nó mới làm nghẽn cả đường ống nước của cả hai phòng qua tới phòng tao hả? Thôi được rồi, hai mày cãi nhau hoài vậy. Mấy cô ơi, cái đường ống nước cho nó bị bể lớn quá, mà tôi mới bị tạm lại thôi. Bên công ty tôi thì còn có một ống lớn thôi, không biết là cô nào muốn thay trước. Em tao trước, tao trước, tao trước. Tao đi quay cả hôm nay chưa tắm nè. Còn tao, tao cũng đi đánh góp với cả đại gia một ngày chưa tắm luôn. Thôi gì, lại mấy người không? Em trước. Em thôi, em. Thôi. Hỏi coi ảnh thích sửa ai trước. Anh thích ai hơn? Anh chọn ai? Anh chọn em đi mà. Em đi. Giờ ai cũng dễ thương giống nhau hết. Tôi không biết chọn ai. Sao mà giống nhau được? Em là phải hơn nó chứ, em ngon hơn nó mà. Tao ngon hơn mày. Tao ngon hơn. Xin mời hai người đẹp đến với phần thi kết quả của cuộc thi Ai Ngon Hơn. Báo trần phần bao lâu? Mi Linh phần Mi Thu. Mời hai người đẹp giới thiệu về bản thân. Bảo Trần, chiều cao 1m75, cân nặng 43 cân, số đo 90 56 95. Mỹ Linh, cao 1m8, nặng 38 cân, vòng đo 150 100. Ôi trời, hai đứa bay có đọc lộn số đo chiều cao của ai không nhở? Nó có. Tao đọc số đo thiệt của tao mà. Thiệt? Thật cái đầu mày ấy. Mày mà cao 1m75 á. Rồi cái chiều cao 1m80 của mày ở đâu ra? Ủa? Tao 1m75 ở đây mà mày 1m80 ở đây hả? Đấy là tao cao lén. Tao đứng từ nãy giờ là khựu chân cho nên là mày không thấy tao cao thôi. Đây tao đứng thẳng lên này, mày thấy tao cao chưa? Tao không tin. Tao cũng không tin là vòng eo của mày 56 đâu. 56 chỗ nào? Hay là 65? Anh có nghĩ là vòng eo của em là 56 không? Nếu như mà anh cảm thấy không đáng tin thì anh có thể chính tay đo mà. 56. Trời ơi. Anh đo chân em đi. Chân em dài không? Anh có tin là em cao mét 8 không? Không biết mét 8 không mà tôi 17. Má ơi, anh đo em lại trước đi nè. Đo vòng 3 em luôn đi nè. Đây nè, anh đo của em đi. Em mới là hàng thật, còn nó là hàng giả pha ke đấy. Không dám đâu anh ơi, nó mới là chợ Đồng Xuân pha ke nè. Em mới là hàng thật. Em anh đo em trước đi. Này, mày có tin là tao chích nổ hàng của mày không? Vì tao không biết chích lại mày hả? Rồi ok, mày nói tao hàng giả chứ gì. Tao chích mày cho mày biết. Thôi, đau quá trời đau rồi. Qua vòng khác. Bây giờ là đến phần thi tài năng. Mời Bảo Trân thể hiện. Em xin tự giới thiệu, tài năng của em là diễn xuất. Em đã từng học qua 10 lớp diễn xuất trong và ngoài nước và tham gia trên dưới 80 bộ phim trong và ngoài nước. Tao nhớ mày đóng quần chúng không mà. Thì cũng là diễn xuất, đó là tài năng của em đó anh. Ngoài ra em còn đã xuất hiện trong chiến dịch tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội của tất cả các phường trong toàn thành phố. Tuyệt vời. Ê, tao chưa bao giờ được coi mày diễn ở ngoài đời luôn đó. Thì hôm nay mày sẽ được xem. Anh sẽ giao chủ đề cho em là mất mát. Ok, đó là sở trường của em.
em xin phép bắt đầu. Alo, dạ, anh tới sửa máy lạnh cho em liền đi, nóng quá, nóng quá. Cắt. Em làm cái gì vậy? Dạ, em diễn xuất. Em diễn... Mất mát. Thì em đang mất mát. Mất mát? Là nóng quá, không còn mát. Trời đất ơi, không phải là mất cái gió mát đâu em. Anh nói mất mát là mất người thân, mất gia đình hay mất công việc hay là cái gì đó khiến em đau khổ quá, em hiểu không? À, em hiểu. Ừ, rồi thôi, phần thi của em... Em xin phép lại. Không à, phần thi của em tới đây là kết thúc. Anh sẽ cho điểm sau ha. Ok, bây giờ mời Mỹ Linh. Linh ơi. Mỹ Linh à. Linh ơi. Em đây. Đâu ra vậy kìa. Mời em. Anh có đồng ý hỗ trợ cho em trong phần thi tài năng chăn trai không? Chăn trai hả? Được chứ, được. Anh lên ha. Ok. Anh cầm của em. Vậy thì phần thi chăn trai của em xin được phép bắt đầu. Rồi. Sao mà bạo lực dữ vậy trời. Được đấy. Ờ, nhưng mà cái roi này chắc là không đủ đô. Đợi em tí. Rồi, nữa hả? Linh à. Anh thấy hình như cái này là roi thật hả? Đúng rồi anh. Chăn con gì mà chả phải dùng roi thật. Anh thấy cái này nó hơi... Đâu? Ê! Bò xuống đi anh, bò xuống. Không bò được. Trời ơi. Ê đâu? Cái gì mà chăn người chứ không phải chăn bò đâu. Trời ơi, Linh ơi, thôi tha cho anh này Linh. Chăn con gì mà chả phải đánh hả anh? Mà anh đã chấp nhận làm hỗ trợ rồi, anh đừng có lươn lẹ. Trời ơi. Sau đây là phần thi ứng xử. Và câu hỏi của phần thi ứng xử là: nếu trở thành người thắng giải thì bạn sẽ làm gì để giúp ích cho xã hội? Xin mời Trần trả lời. Dạ, em xin phép trả lời. Nếu em đoạt giải trở thành hoa hậu, em sẽ dùng tiền đó để đầu tư một bộ phim cho bản thân mình. Em sẽ lăng xê tên tuổi của mình trở thành một ngôi sao quốc tế. Em sẽ xây một ngôi nhà đẹp, sang, xịn để không có bị bể ống nứt như ngày hôm nay nữa. Ê, cái gì cá nhân vậy? Tôi xây nhà của nó rồi, anh em tụi tôi lấy gì làm? Thì em chỉ nói là ước mơ của mình thôi mà. Thế anh hỏi em nói thôi chứ gì đâu, anh làm gì dữ vậy? Anh nói đúng đó Trần, mày trả lời gì ích kỷ quá vậy? Thôi, mày nghe con Linh nó trả lời nè, vô Linh! Đầu tiên, em xin kính chào ban giám khảo. Và sau đó, em xin phép được trả lời câu hỏi. Nếu như giành được giải thưởng ngày hôm nay, em sẽ lấy hết số tiền đó để từ thiện, xây trường học, xây bệnh viện, xây cầu, xây nhà cho ban giám khảo. Không, xây nhà tình thương. Nói chung là xây hết tất cả những gì cần xây. Chỉ cần được cống hiến cho quê hương đất nước là em đã cảm thấy vui lòng rồi. Hay, trả lời vậy mới đúng nè. Anh xin tuyên bố Mỹ Linh là người ngon nhất. Ôi, tao không ngờ mày có tấm lòng nhân ái vậy luôn á. Đúng là hảo hậu. Hậu cái gì chứ, nhân ái cái gì, ai làm hoa hậu mà không phát biểu vậy chứ. Nhưng mà quan trọng á là người ta đặt giải hoa hậu người ta có tiền, còn mày á đặt giải hoa hậu mày không có tiền thì lấy cái gì mà xây. Tao có tiền ở đâu ra thì kệ tao chứ, tao tiết kiệm được, còn mày thì sao, mày lấy tiền đâu ra để mà làm phim Hollywood? Mày biết tiết kiệm, tao không biết tiết kiệm mà. Tao nói cho mày lắng nghe cho kỹ nha, từ lúc mà đi quay phim tới giờ tao đã tiết kiệm được 5 chỉ vàng rồi. Ui giời, tưởng gì, từ lúc mà tao cặp đặt ra cho đến bây giờ tao còn tiết kiệm được cả một hột xoàn cơ. Tao
tao mà bán đi ấy, có khi thuê được cả đoàn phim của mày về đóng phim cho tao đấy. Ờ, mày có chứ tao không có. Hồi nãy là tao chỉ mới khoe vàng thôi. Còn hột xoàn tao có tới 2 cái lận. Chưa kể nha, là tiền mặt trong tủ còn có sẵn 30 triệu. 30 triệu thôi á? Tao có 50 triệu. Ờ, trong thẻ tao có tới 60 triệu. Tao có 2 thẻ 90 triệu. Tao có là... Vậy thì móc hết ra đi. Ủa? Gì? Em thi ứng xử mà anh. Thực ra là sửa ống nước là nghề phụ thôi. Nghề chính là ăn cướp. Tại sao? Trời, làm gì la làng vậy? Mày coi đó kìa, nó lại không đổ rác ngày hôm nay. Đã chia với nhau 2, 4, 6, 3, 5, 7 thay phiên nhau đổ rác mà nó lại không đổ, trong khi cái thùng rác kế bên phòng tao nó tràn rơi ra ngoài. Cái lần cuối lắm không hả? Thì tao quên. Quên vậy nó quên là xong hả? Chắc nó quên thiệt đó, thôi bỏ qua đi. Từ lúc mở chung tới giờ á, tuần nào đến lượt nó mà nó không quên. Nó cố ý lười biếng thì có. Này, mày nói thế là như nào? Tao làm gì có chuyện lười biếng. Thế bây giờ mày thấy thối sao mày không đổ đi? Tiện thì mày đổ luôn đi còn gì nữa. Ê, bỏ cái thái độ đi nha. Thái độ là thái độ như nào? Mày thấy tao có thái độ không đi? Thôi, hai đứa bay mỗi đứa nhịn một chút đi. Tao nghĩ con Linh nó cũng không cố tình đâu. Bạn bè ở chung với nhau mày đừng nghĩ vậy. Nghĩ vậy là không tốt đâu nha. Ừ. Cái gì? Mày nói tao là nghĩ xấu cho bạn hả? Ý mày nói là tao mới là bạn xấu hả? Không, không phải như vậy. Ý của tao á là lần sau nếu mà con Linh nó có quên á thì mày chủ động đi đổ giùm nó đi, có sao đâu. Cái gì? Chẳng lẽ lúc nào thấy thú tao cũng phải đổ hết rác, dù là lượt của ai hả? Còn mày không đổ á thì mày là người chịu chứ ai chịu. À, tao hiểu rồi. Mày binh nó đúng không? Thì ra là hai đứa mày cùng một phe với nhau để ép tao. Thôi, đừng nói gì nữa chứ. Tao hiểu rồi. Tao hiểu hết lòng của mày rồi. Được rồi. Từ bây giờ tao sẽ làm tất cả mọi thứ một mình. Tao tự đổ rác của tao. Nếu mà tụi mày có muốn đổ rác giùm cho tao, từ bây giờ có không còn cơ hội đâu. Ủa? Ôi, Trân! Trân! Ủa? Nó nói vậy là sao vậy? Ai mà biết được, kệ nó. Đâu, đi lên coi coi nó sao. Đi. Ủa, nó làm cái gì mà xếp đồ vô thùng hết trơn vậy? Hay là nó bỏ đi? Không lẽ mới gây nhà con chút xíu mà nó bỏ đi sao? Không thể nào như vậy được đâu. Nó có điện thoại gì? Alo, chị nói sao? À, chỗ mới này ngay mặt tiền đường, rộng rãi, thoải mái. Lại ở trung tâm nữa hả? Dạ, em cần chuyển gấp, chứ sắp hết chịu nổi rồi. Dạ, chị sắp xếp giúp em nha. Cảm ơn chị. Trời, nó dọn đi thì cơ mày ơi. Cũng tại mày hết đó, tự nhiên gây gổ nó chi dạ? Thì ai biết đâu, mới có gây gổ có một tí mà nó đã bỏ đi rồi. Mà cả mày nữa, cũng góp phần làm cho nó giận còn gì. Giờ phải làm sao đây ta? Bằng mọi cách là mình phải níu giữ nó lại. Trời ơi là trời, bình thường níu kéo đại gia đã mệt lắm rồi, bây giờ lại còn níu kéo thêm nó nữa. Giờ biết sao giờ, tụi mình ở chung bao nhiêu lâu rồi, không lẽ để nó bỏ đi vì lý do nhỏ nhặt vậy sao? Mày nói cũng đúng. Thôi được rồi, bằng mọi cách phải giữ nó ở lại. Ừ. Ui. Từ thôi nè, bước xuống cẩn thận. Sàn trơn. Bước xuống. Ui, từ đấy, đúng rồi. Từ thôi. Làm gì vậy? Tao sợ mày đi cầu thang bị ngã cho nên tao mới phải đỡ. Ôi, không cần. Tìm cái gì? Ủa? Giày của tao đâu rồi? Đây. Nè, tao vừa giặt và đánh bóng cho mày sạch bon kinh kít luôn. Như vậy đi ra đường á mới thu hút sự chú ý, đạo diễn mới để ý tới mày, mới cho mày quay chính, đúng không Linh? Quá chuẩn luôn. À, đợi tao tí. Mày luôn, hai đứa quay nè, làm gì nữa. Đây, nè, đổi vào. Mày làm gì vậy? Hôm nay nhá, tao sẽ chính thức chở mày đi làm. À thôi, từ nay trở đi,
là ngày nào tao cũng chở mày đi làm luôn. Tao xin nghỉ việc luôn rồi. Nói chung việc chỉ là phụ thôi, còn tình cảm chị em mình mới là chính, đúng không? Chứ hàng ngày tao thấy mày đi xe ôm vất vả như thế, tao cũng không cầm nổi lòng. Đúng rồi, con chồng nó khổ lắm chứ đâu sung sướng như chị em mình đâu. Mà dạo này tao thấy mày ốm dữ lắm á. Thôi thôi thôi, được rồi. Đây, mày cầm 2 triệu này đi, để ăn sáng nha. Đó, mày cứ thích gì thì ăn đó, bồi bổ vào nha. Ừ, mà có điều này nha, mày đi làm mà có ai hiếp mày thì mày phải báo với tụi tao nha. Tụi tao sẽ không để mày bơ vô một mình đâu. Tụi mình là chị em ở chung một nhà mà, đúng không Linh? Chuẩn luôn. Chị em mình là một gia đình, một gia đình tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Ở bên ngoài không bao giờ có, đúng không đi? Đúng rồi, làm gì mà được như chị em của mình, đúng không Vân? À, cầm giùm tao cái điện thoại. Alo? Hả? Chị nói sao? Chỗ này có phòng ốc riêng biệt, có sẵn chăn ga gối nệm gọn gàng sạch sẽ luôn. Trời, vậy là tốt hơn chỗ kia luôn rồi. Dạ, dạ, em cảm ơn chị, em biết rồi. May quá. À, thôi tao đi làm nha, cảm ơn 2 triệu của mày, tao sẽ ăn uống đầy đủ. Rồi, đi làm vui vẻ nha. Ê, để tao chở đi. Ủa? Ê, bộ tụi mày đang làm gì trong phòng tao vậy? À, tụi tao muốn phòng của mày nhìn mới mẻ hơn cho nên là tao đã trang trí lại một chút xíu đó. Này, hôm nay nhá, tao đã mua cho mày một cái nệm này, hơi bị xịn luôn, thiết kế đàn hồi, chống đau lưng, đau cột sống. Mày hay đi quay về muộn ấy, ngủ trên cái giường này thì chỉ có ngủ ngon thôi. Muốn ngủ ngon được thì làm sao thiếu được cái máy lạnh 10 ngựa của ta. Cái máy lạnh này nha, mặc dù ở sa mạc mà bật lên á thì nó cũng lạnh ngắt như là ở Bắc Cực luôn. Nhưng mà thôi, cái này nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Tốt nhất vẫn là khí trời. Tao thấy mày đi quay rất là nhiều, hay mệt mỏi, cho nên là phải mở rộng cái không gian của phòng mày ra. Thì bọn tao mới quyết định là đập luôn 2 cái phòng của bọn tao đi, rồi mở rộng cái phòng của mày. Còn có gì thì bọn tao sẽ xuống dưới phòng khách sofa ngủ cho nó tiện. À đây nhá, bọn tao có bản vẽ luôn. Này, tao không muốn coi bản vẽ. Tao chỉ muốn biết là tụi mày có sao không? Không, tụi tao bình thường à. Đúng không Linh? Đúng. Vậy mấy cái này hết nhiêu tiền để tao trả lại cho? Ui giời ơi, mấy cái này đáng bao nhiêu đâu. Chị em mình không tính toán những cái việc đấy. Lặt vặt thôi, bọn tao tặng mày, mày cứ giữ lấy. Đúng rồi đó, một ngày là chị em, suốt đời là chị em. Tiền bạc có thể mất nhưng mà tình nghĩa chị em mình không thể nào phai. Nếu cần tụi tao có thể mua nhà cho mày luôn, đúng không Linh? Đúng. Nhưng mà mày mua bằng tiền của mày nhá. Tụi mày tốt với tao quá à. Riêng nhá, ở đây là chỉ có tình chị em thôi. Ở ngoài nhá, không bao giờ có. Tụi mày tốt với tao quá à. Tao có điện thoại, đợi tí. Alo? Chị nói sao? Người ta đồng ý giảm nửa giá luôn hả? Dạ được rồi, em sẽ sắp xếp sớm thiệt sớm có thể. Em cảm ơn chị nhiều. Còn câu gì nữa không? Không. Vậy thôi tao đi tắm nha. Giờ sao? Giảm nửa giá kìa. Tí nữa nhớ phải phục vụ nó vào nhá. Đang đói bụng đúng không? Đang tìm cái gì ăn đúng không? Đây 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 đây, trái cây thập cẩm, vừa thơm vừa ngon, vừa no nữa đó, lại vừa healthy nữa. Đặc biệt đó nha, ăn trái cây này sẽ không có sợ bị mập đâu. Tại vì làm diễn viên mà ăn đêm dễ bị mập lắm. Ăn cái này đi, không có bị mập. Ăn chung đi, ăn chung. Đây đây đây. Từ từ nha, trước khi ăn này. Đây, này, hôm nay đi quay rất là đau chân đúng không? Đúng rồi. Tao đã chuẩn bị cho mày một chậu thảo dược ngâm chân vào để cho máu huyết được lưu thông. Ngâm vô. Rồi. Rồi, ăn cái cây nha. Để tao rửa chân cho. Ngon không? Ngon. Ngon thì ăn miếng nữa nha.
tụi mày tốt với tao quá vậy? Chưa hết đâu nha, dệt giả quá. Tao mới xin bà chủ nhà giảm được tiền nhà cho mình từ giờ đến cuối năm luôn. Ôi, bà giảm được 5 triệu. Tính ra là bù được tiền phòng của một đứa đó. Cho nên là tụi tao quyết định từ giờ đến cuối năm sẽ không lấy tiền phòng của mày. Tiền phòng của mày đã có tụi tao lo rồi. Nhưng mà chơi khô máu thế luôn à? Mày không thấy bên kia nó giảm 50% tiền nhà hả? Ôi, thiệt hả? Tụi mày làm tao cảm động quá à. Nhưng mà ấy, không phải là ở đâu người ta cũng tốt như thế đâu. Chẳng qua là bọn tao yêu thương mày, cho nên là bọn tao mới như thế thôi. Ở ngoài kia sóng gió lắm. Đúng rồi, ở đây á chị em mình nương tựa lẫn nhau. Ở ngoài kia làm gì mà được như vậy, đúng không Linh? Tất nhiên rồi, ở đây có chị em tốt như vậy làm sao tao nỡ đi đâu được. Thấy chưa, bây giờ mày mới hiểu ra. Đừng có vì những cái chuyện nhỏ nhặt một tí thôi mà cũng đã dọn đồ dọn đạc, chuyển nhà này kia, hiểu chưa? Ủa? Chuyển nhà? Ủa? Ai chuyển nhà? Thì mày đây. Chứ không phải là mày đóng đồ đạc vô thùng để mày chuyển đi. Với lại tao còn nghe mày nói chuyện điện thoại là nhờ người ta kiếm phòng giùm mày nữa đó. Xong rồi cái phòng đấy rất là rộng. Xong rồi ở ngoài mặt đường nữa mà. Chưa hết đâu nghe, lại còn có máy lạnh điều hòa, niệm ấm chăn im nữa. Xong rồi mày lại còn bảo là giảm nửa giá nữa. Trời ơi, hiểu lầm rồi. Dọn đồ đó là tao dọn đồ cũ đi từ thiện cho bớt thôi. Còn cái vụ mà giảm giá nhà là tao tìm chỗ ở cho con mèo. Làm sao? Thì hôm bữa tao lụm được con mèo ở ngoài đường á, mà tao đi quay suốt đâu có nuôi nó được, nên tao tìm mấy trung tâm thú cưng á để cho nó ở. Dù sao cũng cảm ơn tụi mày đã tốt với tao nha. Tao cảm động lắm á. Cảm động cái gì mà cảm động? Làm nãy giờ đút trái cây gần chết luôn hả? Chưa hết đâu nha, còn phải chà dài cho mày cắm hoa đến chảy máu tai luôn nè. Dài thì thú quá à. Đấy, giày nó thối cho nên là chân nó cũng thối đây này. Từ nãy giờ á, tao rửa chân cho nó mà mùi kinh nhất là kinh, tao cũng phải nhịn nữa. À đấy, lại còn tốn tiền đi mua nệm cho nó nữa chứ. Đã vậy lại còn xin nghỉ việc nữa. Trời ơi là trời. Làm sao? Ủa, nhưng chị còn cái vụ tiền nhà là có giảm tiền nhà cho mình không? Giảm cái con khỉ. Mày nghĩ bà chủ nhà bà tốt vậy hả? Ngày mai là tới hạn đóng tiền nhà đó. Mày lo mày đóng đúng ngày đúng giờ đúng tháng đi. Tháng nào cũng trễ hết trơn á, nghe chưa? Thôi, nghe đi. Này, tí tự đi mà đổ nhá. Ê, ủa, cô đã quyết định rồi. Nội trong tuần tới á là tụi con á phải dọn khỏi nhà của cô. Sao gấp vậy cô? Làm sao tụi con dọn đồ kịp? Cô, sao cô nỡ đối xử với bọn con như thế hả? Đúng rồi đó cô. Bây giờ cô đuổi tụi con đi, tụi con phải làm sao, phải làm sao? Nhưng mà bây giờ cô muốn bán nhà rồi. Cô biết làm sao bây giờ hả? Làm sao? Dạ, tụi con hiểu rồi. Nhưng mà cô đuổi tụi con đi gấp như vậy, làm sao tụi con tìm được nhà mới kịp? Cái đó thì làm sao mà cô biết được? Chuyện đó là chuyện của tụi con ha. Chuyện của cô là qua đây báo cho tụi con biết là tuần sau tụi con phải dọn khỏi nhà cô. Nè, mà trong 3 ngày nữa có khách tới coi nhà là tụi con phải mở cửa cho người ta đó, nghe chưa? Quyết định vậy nha. Dạ. Cái gì kỳ vậy? Sắp trở thành người vô gia cư rồi. Tao chỉ quan tâm là làm sao nó kiếm được căn nhà khác vừa rẻ mà vừa đẹp như vậy nè. Sắp phải xa tụi mày rồi, không chịu đâu. Không được, mình phải tìm cách gì đó để cho người ta không có muốn mua cái căn nhà này luôn thì mình mới ở lại được. Cách gì? Thì suy nghĩ đi. Cách gì? Tao có cách rồi. Dạ alo, em tới nhà rồi đó chị. Ủa chị tới chưa? Cậu tới rồi đó hả? Cậu cứ vô xem nhà đi nha. Trong đó có mấy con bé, nó còn thuê trong đó, nó mở cửa cho cậu vô xem nha. Dạ 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 chị. Cô là ai vậy? Tôi á, tôi là hàng xóm của nhà này. Ông định mua cái nhà này đúng không? Ủa đúng rồi, sao cô biết? Cái nhà này không nên mua đâu.
Trời đất ơi, cô nói gì vậy? Cái nhà to đẹp vậy mà rẻ nữa, ngu gì không mua? Thế ông không thắc mắc à? Nhà to đẹp như thế này, mặt tiền như thế này, mà tại sao giá lại rẻ? Chỉ có duy nhất một lý do, đó là... Thôi, lại gì cô nói đại đi, nãy giờ cô làm hình sự quá, trời quá đất à. Lý do gì? Là nhà có ma. Really? Yes. Cách đây một năm, có một cô gái nhảy lầu mà chết. Cô ta phát hiện ra anh người yêu ngoại tình, cho nên là cô ta đã bước ra ngoài ban công. À, hiểu rồi. Cô ta thất tình, bước ra ban công nhảy xuống tự tử chết đúng không? Không. Lúc cô ta bước ra ngoài ban công thì có một tiếng sét đánh đập một cái. Hiểu luôn. Sét đánh chết, trời ơi. Cũng không luôn. Sét đánh một phát, cô ta không được gì. Nhưng mà cô ta thẫn thờ đi ra ngoài ban công mặc đôi dép xốp. Rồi, hiểu. Tới đầu này hiểu nè. Đúng không? Trời mưa ha. Đi ra ban công mang đôi dép xốp, trượt chân té lọt lầu chết. Yeah. Này, thế ở nhà bố mẹ không dạy là người khác đang nói chuyện là không được nhảy vào mồm à? Để yên để kể nốt câu chuyện. Tức là ấy, nó đi ra ngoài ban công là để nó muốn vứt cái món đồ mà anh người yêu anh tặng, hiểu không? Ôi trời ơi, vứt đồ á thì tội gì mà trời mưa ra vứt chi vậy? Trời đất ơi, rồi đứng ở trên lầu vứt xuống, người ta đi đường trúng đầu ta làm sao? Ta chửi à? Nhưng mà thằng người yêu nó đang đòi quà ở dưới, cho nên là cô ta phải đi lên lầu để ra ngoài ban công xong là vứt cái món quà xuống, hiểu chưa? Hiểu. Ủa mà sao chết? Thì đấy, đi ra ngoài ban công xong là vấp phải cái cọng dây điện giật chết. Lãng xẹt luôn á. Chính vì cô ta chết oan như thế cho nên linh lắm. Mỗi tối ai cũng nhìn thấy có một cô gái ngồi ở trên ban công đi qua đi lại. Và tất cả những người sống trong ngôi nhà này cũng trở nên thôi cô ơi, nó chỉ là ba cái tên đồ nhảm nhí thôi chứ bây giờ nè, nhà đẹp, giá rẻ, giá tốt mà tôi vẫn mua. Vậy thì mời ông vào trong. Cửa mở rồi. Cha này lì thế không biết. Quá đẹp. Chị mẹ vô mánh rồi. Wow. Quá vậy. Sao lạnh lạnh dữ ta. Chủ nhà chắc mà không phải lạnh. Cô là ai vậy? Đừng có sợ. Tôi không phải là ma. Tôi là người bình thường. Chân chạm đất nè. Ủa mà sao người bình thường mà cô thúc ẩn thúc hiện gì ghê vậy? Tại tôi với bạn tôi hay thích chơi với nhau trò này vậy á. Cô đừng chơi trò đó nữa. Chơi vậy hoài nhiều ta yếu tim chết à. Ý, anh đang ngồi lên bạn tôi kìa, có chuyện nó đau đó. Bạn cô đâu, tôi có thấy ai đâu. Anh không thấy nó là đúng rồi. Tại vì nó không phải là người giống tôi. Mẹ ơi. Cô nói gì vậy? Tôi có thấy bạn cô đâu. Mày nói gì? Mày nhất định không tha thứ cho ổng. À,
bám ông suốt đời. Nếu như ông dọn vô nhà này ở, mày sẽ cho ông ăn không ngon, ngủ không yên suốt đời còn lại hả? Cô ơi, cô tha lỗi tôi, tại tôi không có thấy cô cho nên tôi lỡ tôi ngủ rồi. Cô ơi, cô làm ơn cô tha lỗi đi, đừng có ám tôi nghe cô. Trời ơi, anh đang chổng mông vô nó kìa. Xin lỗi cô, tôi không có cố ý. Trời ơi, tôi không có cố ý chổng mông hay là đạp vô người hay ngồi người cô. Cô ơi, cô làm ơn cô thấy bạn cô ở đâu, cô nói giùm tôi tí nữa, tôi đứng ngồi tôi khẩm quý bạn cô ơi. Tôi cũng đâu thấy nó ở đâu nữa đâu. Mới nãy cô nói cô thấy nó mà. Mất tiêu rồi. Chắc là nó đi lên phòng của nó trển á. Bây giờ anh cần xin lỗi hay nói gì với nó thì anh lên trên phòng của nó một mình, thắp ba nén nhang rồi lại ba lại. Rồi mình sao tôi dám cô? Tôi đâu biết. Anh là người muốn nói chuyện với nó mà. Lại cô ơi, cô. Trời ơi, giờ sao? Không lên là nó ám mình suốt đời. Được rồi, tôi lên cô ơi. Ủa, hết đường rồi mà ta. Rồi phòng nào đây? Nhà sư tử đóng cửa mở rồi. Đừng thấy ai đâu. Tiên lên đi, lên đi. Cô sống rồn khác tiên. Đừng tha mạng tôi, đừng có ai bám tôi. Trả mạng cho tôi. Ôi, cậu. Cậu ở đây rồi hả? Sao? Xem nhà sao? Giữ ý không? Thôi mình vô làm một đồng đặt cọc luôn nha. Chị, bây giờ, không có ký hợp đồng, không có đặt cọc, không mua bán gì hết chị. Ủa sao vậy? Cậu hồi nãy, cậu gọi điện thoại tôi thấy cậu hào hứng lắm mà. Hồi nãy khác, bây giờ khác. Nhà mình, cô Ma chưa? Cậu. Ủa, chuyện gì ta? Ủa, cô. Nhà mấy đứa? Dạ. Chuyện này là sao? Tại sao người ta nói trong nhà này có ma? Ủa? Có ma? Con đâu biết gì đâu. Tự nhiên cái tụi con đang soạn đồ để đi xuống đây, cái nghe ổng ôm đầu la ma rồi chạy ngoài đường, tụi con đâu biết. Đúng rồi đó cô. Tự nhiên cái xông vô nhà người ta, cái nói nhà người ta có ma, kỳ cục ghê á. Trời ơi, tự nhiên cái la ầm sùm vậy. Rồi người ta nghe, rồi người ta đồn thổi. Rồi làm sao cô bán được nhà đây? Đấy là chuyện của cô. Còn chuyện của bọn con bây giờ là dọn đi ạ. Thôi mình đi. Dạ. Dạ chào cô, tụi con đi. Tụi con đi nha con. Khách không mua, rồi mấy đứa này nó không ở. Mình mất hết mười mấy triệu một tháng rồi, lỗ chắc rồi. Ê, tụi con. Dạ. Dạ, sao cô? Đó nghe nè, cô đổi ý. Cô không bán nữa. Cô cho tụi con thuê nha. Người ta nói ở lâu năm thì nó có tình cảm đúng không? Tụi con ở đây cũng lâu rồi á. Thế nào cũng không muốn đi mà đúng không? À, nhưng mà ở chỗ bên kia họ cho bọn con thuê giá rẻ hơn ạ. Đúng rồi đó con. Đúng rồi. Rẻ hơn. Mà rẻ hơn bao nhiêu con? À, họ cho tụi con thuê có 10 triệu một tháng à. Dạ. Trời ơi, có 10 triệu à. Vậy tự nhiên cái mình mất nước hết 5 triệu à. Nếu không có gì tụi con đi nha con. Dạ. Nè, thôi, tụi con đi đâu vậy? Người ta cho tụi con thuê 10 triệu đúng không? Thì bây giờ cô cho tụi con thuê 10 triệu luôn. Thiệt hả cô? À nhưng mà cũng không được. Tại vì tụi con lỡ đặt cọc người ta rồi. Đặt cọc á thì bỏ. Có bao nhiêu đâu con. Kể như là tụi con ở trong nhà cho cô á. Cô giảm cho tụi con một tháng tiền nhà luôn. Hiểu không? Vâng ạ. Thế thì bọn con ở lại ạ. Thế thì tốt quá rồi. Thôi tụi con vô đi nha. Vô. Dạ. Tức thiệt á. Nhưng mà bây giờ có 10 triệu còn hơn là không có đồng nào. Ê nhỏ chân, tối thứ bảy tuần này có bận gì không dạ? Cũng không biết nữa, có gì không nè? À, định rủ đi coi phim. Cũng được, để ta
rủ thêm mi mẹo, thảo thọc, linh láo, mẹ tao, ông thần dây trái nữa. Thôi thôi, có hai vé rủ chi nhiều vậy? Có hai vé đi chán sao? Để tao suy nghĩ. Thôi đi đi, đi với tao vui lắm. Có hai người. Nè, tất cả đều là tại bà. Mẹ tao. Cái gì bà tại tao? Hả? Ông mới là người đá đổ chén cơm của người khác đó. Bà. Mẹ, có chuyện gì vậy? Nè, ổng đó, ổng đá đổ chén cơm của mẹ. Ủa, ba sao ba làm chuyện gì thất đức như ba? Là do bà. Cái gì do tôi? Hả? Ông đá đổ chén cơm của tôi, ông còn nói cái gì nữa hả? Ông không nhận sai đi. Chú, mẹ con có làm gì đâu, sao chú đá đổ chén cơm của mẹ con? Chú đá đổ chén cơm mẹ con vậy thì gia đình con sống sao? Mẹ con làm gì có tiền nuôi con? Nè 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 nè, đừng có làm quá nha. Tôi đá đổ có chén cơm cúng thôi mà làm gì? Không có tiền nuôi đây là sao? Nói quá. Ủa, chén cơm cúng thì đúng. Làm gì mẹ làm quá vậy? Thì chén cơm cúng cũng là cơm vậy. Đá đổ vậy là tại vì là tại ổng. Ổng đi mà ổng không chịu mở mắt ra. Ổng nhắm con mắt lại. Chén cơm cúng người ta để nãy giờ, đi phải né chứ. Bà nha, con người bà ăn nói vô lý từ ngày xưa tới bây giờ luôn. Chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác hết là sao? Cái gì? Bây giờ bà đặt lôi chuyện ngày xưa ra nữa hả? Ông nói đi, tôi vô lý chỗ nào? Cái gì tôi cũng có bằng chứng tôi mới nói nha. Rõ ràng ông có đá chén cơm cúng của bà, tôi không? Bà có đúng không? Bà. Bây giờ còn cãi nữa. Tôi không cãi với bà nữa. Con dằn con coi. Quỳ. Con nhìn mặt hai người này, sau này con tránh ra, ba cấm con qua lại với hai người này, kể cả con trăng. Ai kỳ vậy ba? Trời ơi, làm người không xong rồi bây giờ làm ba cũng bậy luôn. Nghĩ sao mà tự nhiên cấm thằng nhỏ? Như vậy rồi là ép buộc không được. Con của tôi chỉ khuyên chứ tôi không có cấm. Chân à, nhà bên đó rất là vô lý. Thằng cha vô lý sẽ lây cho thằng con vô lý. Con chơi với thằng con sẽ bị lây bệnh vô lý. Nên mẹ khuyên con là con không nên chơi với nhà bên đó nữa. Nhưng mà nó... Con, chân. Bà càng nói càng vô lý. Tôi không ở đây cãi với bà nữa. Đi về. Chắc tôi muốn đôi co với ông. Ông đi về, tôi không biết đi về hả? Trân, đi về. Quỳ, về. À, ba không được. Trân Trân. Đi về, theo bà đi về. Trân Trân, Trân Trân. Ê, sau này mày thi hoa hậu ấy, thì cái phần ứng xử mày trả lời như nào? Không biết trả lời sao nữa, mà... Không sao đâu, tao về tao mở mạng ra, cái tao coi với chị hoa hậu năm nay trả lời sao, tao rút kinh nghiệm. Cái sau này tao lớn lên tao thi. Nhưng mà mày ăn nói vô duyên lắm. Mày là thiên hạ đệ nhất vô duyên luôn á Thảo. Ủa hai mày làm gì hết thò mít vé vậy? Chuyện tao đang vui gần chết vậy đó. Tụi nó ngồi cách nhau đúng 2 mét, đúng khoảng cách cách ly của bệnh corona luôn. Có khi là một trong hai đứa tụi mày bị nhiễm virus tao không? Đúng rồi, hai cái đứa này nếu mà thấy mệt thì đi về ngay nhá. Đừng có mà hại hồi chị em. Đúng rồi. Cái gì? Hại cái gì mà hại? Đang tức gần chết nè. Tự nhiên mẹ của tao với lại ba của nó bắt tụi tao phải tách xe nhau ra không được chơi. Đúng rồi đó. Ủa sao vậy? Thì ai mà biết, tự nhiên mẹ tao với lại ba nó có hiềm khích với nhau từ xưa đến giờ gì đó. Hôm qua tự nhiên gặp nhau, cái cãi lộn, xong rồi giận cá chém thớt rồi bắt tụi ta không được chơi với nhau nữa. Nhưng mà không lẽ tình bạn của tụi mày bao nhiêu năm nay bây giờ để hai người lớn gì quyết định hả? Chứ sao bây giờ, ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, áo mặc sao qua khỏi đầu, cãi lại đang tụi tao ra ngoài đường ở hay sao? Trời, có gì đâu, đuổi ra ngoài đường thì xuống gầm cầu mà ở đâu quan cắm mà nói gầm cầu. Còn hợp với mày á. Trời, giỡn nó không vui thì thôi. Thì bây giờ á, muốn ba má tụi mày muốn cho tụi mày chơi lại với nhau đúng không? Thì việc cỏ là phải việc tận gốc, phải tìm hiểu xem ổng với bả đó giận nhau vì cái gì hồi xưa đó. Ai biết hai người đó cãi nhau từ hồi nào, không chừng lúc tụi tao chưa đẻ nữa. Đúng rồi, chuyện quá khứ thì làm sao mà thay đổi được. Ồ. Ai nói. Ủa giọng cũng thần như trai. Ông Tư trai. Kiếm gì vậy? Ủa? Ta đi bộ vô nè chứ đâu có biến gì đâu mà kiếm vòng vòng vậy. Trời. Ủa nay hết phép hả? Có, lâu lâu mình phải tập thể dục phải không? Mà ai nói với mấy đứa là chuyện quá khứ không thay đổi được, mấy đứa quên là có ta ở đây sao? Ơ, con cứ tưởng là ông chỉ có mấy cái bảo bối vớ vẩn thôi, hóa ra ông lại còn tác động được vào quá khứ cơ. Trời ơi, cái bảo bối của ta mà nó nói là bảo bối vớ vẩn. Nè, nói cho con nghe, ngoài những cái bảo bối vui nhộn thì thần gia trai đẹp trai còn có những cái bảo bối vô cùng kinh khủng, vô cùng ma thuật. Chờ xíu. Hồi học quá. Thần. Đây chính là sợi dây chuyền thời gian. Dây chuyền thời gian. Đúng, chỉ cần
người nào có cộng dây chuyền trên tay, rồi dùng suy nghĩ tới một khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ dịch chuyển đến không gian đó, hiểu không? Wow, ghê dạ. Ghê lắm, ghê lắm. Ủa, nhưng mà bây giờ mình có một sợi, rồi ai đi, ai ở? Đúng rồi, thì cái người cầm cộng dây chuyền này nè, nắm tay những người còn lại thì tất cả cùng đi theo nhau. Oh. Hay lắm. Như vậy ta sẽ đi về quá khứ để tìm hiểu và giải quyết chuyện của mẹ ta với ba thôi. Có ai muốn đi chung với tao không? Ai nào đi với chân chân kìa. Ai đây? Ai đi đi kìa, tao đâu biết đâu. Đi 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 ra. À, ai đi về thời quá khứ hả? Trời, ngủ quên đó, chị ngủ quên. Đâu có được đâu, sao mày tin ông thần dây chai được. Lỡ hãy dịch chuyển một cái tới thời khủng long á nha. Cái men khủng long nó ăn thịt rồi sao mà thi qua hảo. Mà không phải là thời khủng long thì cũng vào thời chiến. Lúc đấy giặc nó bắn cho vỡ đầu. Đúng rồi, nguyên đám đi hết rồi, ai ở đây trong chừng nhà cho tụi mày? Ờ vậy thì không ai đi với con rồi. Tao đi với mày. Hay lắm Huy Độc. Đi. 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 Ủa sao nó không đi? Chưa đọc thần chú sao đi? Tụi con phải đọc câu là thời gian dịch chuyển nó mới đi được. Mày sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thời gian dịch chuyển. Rồi, hai đứa nó dịch chuyển đi rồi. Mấy đứa ở nhà coi nhà giùm nha. Tao đi chơi đây. Trời bye ơi bye. Coi nè, tụi nó về thời khủng long thiệt không mày? Tao nghĩ là về thời chiến. Ê, còn không tụi nó về thời phong kiến á, là tụi nó làm nô tì chết luôn. À, riêng thằng Huy là phải làm thái giám. Thôi, nó nghe là kệ kệ anh ta đi, anh ta đi đâu kệ anh ta. Thôi về đi, về đi, về đắp mặt nạ. Ơ không được, mình đã ở nhà coi nhà cho chân chân rồi mà. Thôi tao đi giặt đồ đây. Mệt lắm, tao mệt quá, tao mệt quá. Lại với tao, mẹ chân chân chửi chết. Ở lại coi nhà. Đi lẹ đi. Cái gì? Đi đâu? Ôi, mày có thấy chỗ này quen quen không? Bây giờ là năm nào vậy ta? Không biết nữa. À, mẹ mày. Cái gì vậy? Mẹ mày kìa. Ủa, còn cái bên hình như là ba của mày kìa đúng không? Đúng rồi, ba tao. Trời ơi. Ủa, hai người đó nhìn thân thiết với nhau quá, đâu có hiềm khích gì đâu ta. Đúng rồi, tao thấy là thân trên tình bạn dưới tình yêu luôn nha. Hay là mình trở về sớm quá? Không biết nữa. Trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng chắc chắn không phải là bạn. Thì ra hai người rất từng yêu nhau. Ồ. Wow. Hạnh phúc quá kìa. Lãng mạn quá. Anh ơi, sao anh hẹn em ra đây mà nãy giờ anh không nói gì hết vậy? Thì hẹn em ra đây á, nhìn thôi đủ rồi. Thôi, nhìn vậy đủ rồi. Em đi về á, anh đi về cũng nhớ cẩn thận nha. Đừng có chạy cà tưng, giúp té em buồn á, em đi về nha. Em á, cũng vậy. Mà chiều mai á, nhớ quay lại đây nha không? Anh có cái này muốn tặng cho em, nhân dịp kỷ niệm 4 năm mình quen nhau đó. Trời ơi, có quà luôn hả? Trời ơi, bài đặt quá à. Quen nhau mà bài đặt quà cáp nữa. Nhưng mà nói lời nhớ giữ lấy lời nha. Nhưng mà sao không tặng hôm nay, mai mới tặng vậy? Ừ, thì ngày mai á mới đúng là cái ngày kỷ niệm mình quen nhau mà. Nhưng mà quà là gì vậy? Bí mật, ra đi rồi biết. Mà nhớ phải ăn mặc đẹp nha. Em lúc nào không mặc đẹp. Thôi, ngại quá, về nha. Em làm vợ anh nha. Yeah. Sắp cầu hôn rồi kìa. Ba, ba ơi, cô lên. Yeah, ba mẹ của tụi mình sắp cưới nhau. Yeah. Khoan đã. Khoan gì mà khoan, vui quá trời. Khoan đã. Nghe tao hỏi nè, nếu như mẹ tao với ba mày mà cưới nhau thì tao với mày đứa nào để ra trước? Ủa mày hỏi kỳ vậy? Ờ mà hơi lấn cấn chỗ này nè.
Ba tao phải lấy mẹ tao thì mới đẻ ra tao. Ba mày lấy mẹ mày thì mới đẻ ra mày. Còn ba tao lấy mẹ mày thì... Ủa sao hai đứa mình tồn tại được? Ủa sao mấy ngón tay của mình chớp chớp như sắp biến mất vậy? Ôi Trân ơi, không được rồi. Mày chỉnh thời gian qua ngày mai đi Trân. Tại sao? Nếu mà hai người họ cưới nhau thì tao với mày đâu có tồn tại đâu. Phải ngăn họ lại. Vậy thì mình phải ngăn cái hôn lễ này lại. Đúng rồi. Thời gian dịch chuyển. À, mẹ mày. Cái gì vậy? Kìa. Ê, bây giờ mình làm gì bây giờ? À, mẹ tao. Từ từ. Bây giờ tao với mày cũng giống như là hai người lạ thôi à. Không lẽ mình chạy lên nói là đừng có cưới, đừng có cưới thì làm sao mà nghe lời mình được? Hay là như vậy, tao với mày chia ra hai hướng. Mày thì tìm cách thuyết phục mẹ tao, còn tao sẽ đi dàn cảnh với ba mày, để cho hai người họ hiểu lầm nhau rồi giận nhau, được không? Được không mày, sao tao nghi quá à. Không còn nhiều thời gian đâu, cứ làm đi. Thôi làm đi. Câu ơi. Tết rồi. Em ơi, sao em quỳ vậy? Cô ơi cô. Còn cái gì mà cô? Chị mới có 18 tuổi hả? Tôi hơn nhiều. À chị ơi, chị có phải là người yêu của chú Lâm không chị? Phải. Chị tha cho chú Lâm đi. Chú Lâm là ba con đó. Cái gì? Chú Lâm? Anh Lâm là ba em? Ủa anh Lâm có gia đình hồi nào? Chị không tin hả? Chị coi nè, đây là ba con, đây là con và mẹ con. Trời ơi, chị là anh Lâm. Anh Lâm có vợ có con. Đúng rồi. Mẹ của em gì nhớ ba Lâm mà Lâm bồn. Hả? Ông Lâm bệnh, một ngày chỉ ăn được có 3 bữa, ngủ 8 tiếng. Coi phim hài thì cười, coi phim buồn thì khóc, nghe nhạc đi chơi thì lắc lư, tất cả là tại chị hết, chị là tu hết đẹp đây. Đẹp đây là cái gì? Tôi bây giờ dốt tiếng Anh như ta, là người thứ ba, chị là yêu nghiệt. Đừng có lát chị nữa, chị cũng sốc. Tại sao anh Lâm có vợ có con rồi mà còn làm quen chị? Tại vì ba của con cuồng dâm. Hả? Cuồng dâm? Không những quen chị không đâu, còn quen nhiều người chị khác nữa. Trời ơi, không lẽ 4 năm nay chị chỉ là một món đồ chơi? Chị đang thương quá. Hay là bây giờ chị đi kiếm ba con, xong chị khuyên ba con về với mẹ con đi. Đúng, phải đi. Chị phải đi vạch mặt cái tên khốn nạn đó. Đi. Đây. Ủa, con bị làm sao vậy con gái? Giúp con với. Con bị chết chào. Đây, đây, chú giúp. Gái chưa? À, khó chịu quá. Chú phải sóc con từ đằng sau mới đúng. Chú hiểu rồi. Gái chưa? Chưa. Gái chưa con? Chưa. Gái ơi, bỏ kia. Đó, con thấy chưa? Thấy ghê chưa? Em có sao không? Em. Anh làm cái gì vậy? Hả? Thì anh đang giúp con bé mà. Giúp cái gì? Anh á, đủ nạn. Giả dối ha. Anh ra ngoài quen tầm bậy tầm bạ, quen tùm lum tùm la, rồi xong bây giờ con nít anh cũng không tha luôn. Anh đang nói với tôi làm sao? Tình cảm 4 năm qua. Tha cái gì? Anh đang giúp con bé bị mất xương. Thôi đi, anh đừng có kiếm chuyện nữa. Nè, thằng bé này nó là con của anh nè. Anh có vợ có con rồi mà anh còn đi làm quen tôi. Trời ơi,
Thằng này mà con anh hả? Em nhìn coi nó bự gần bằng anh luôn kìa. Em đúng là vô lý. Không có vô lý gì hết. Hồi nãy tôi chứng kiến thấy rồi ha. Anh là đồ khốn nạn. Anh đã quen tùm lum tùm la rồi. Tới con nít anh còn không tha nữa. Ông làm cái gì em? Ông như vậy, như vậy. Đồ biến thái. Tôi không thể chấp nhận anh được nữa. Mình chia tay đi. Chia tay. Mày đặt dựng chuyện nữa. Em đúng là vô lý. Yeah. Vậy là thành công rồi. Hai người họ không lấy nhau nữa rồi. Vậy là mình cũng không bị biến mất nè. Ủa? Nhưng mà tính ra hai người đó ghét nhau như vậy là tại hai đứa mình hả ta? Đúng ha. Nhưng mà cũng được mà. Tại vì hai người họ thương nhau thì đâu có mình đâu. Mình đâu được sinh ra đâu. Đôi khi giận nhau cũng là tốt, đúng không? Xong nhiệm vụ rồi, trở về thôi. Yeah. Lấy đồng hồ ra. Thời gian dịch chuyển. Ông thần dây trai. Ông thần dây trai. Ông thần dây trai. Thì ra là ông thần dây trai ngồi ở đây. Vậy mà sao nãy giờ con kêu quá trời, tìm quá trời không lên tiếng. Con tìm ta có chuyện gì không? Nhắc đến mà bực mình. Mẹ của con không biết hôm nay là ai chọc ghẹo nữa. Tự nhiên cái lôi hết nào như thân chạy trong nhà ra bắt con phải rửa. Rồi lôi hết quần áo của cả nhà ra bắt con phải giặt. Ông có bảo bối nào giúp cho con thoát được cái kiếp làm việc nhà này không? Ông thần dây trai. Ông thần dây trai. Gì vậy? Ông có nghe con nói gì không? Nghe nhưng mà nãy giờ con nói gì? Trời đất ơi, nãy giờ con nói quá trời nói. Vậy mà ông không nghe được gì hết hả? Không nghe nhưng mà nghe không rõ. Nói gì nói lại nghe coi. Nói chung là con bị bắt làm việc nhà quá nhiều. Con muốn có một bảo bối để không làm việc nhà nữa. Ông thần dây trai. Ông sao vậy? Sao tự nhiên mắt của ông đỏ hoe, rồi mặt của ông nhợt nhạt quá vậy? Ta đâu có bị gì đâu. Chắc mấy bữa nay ta mệt. Để nghỉ ngơi chút xíu là hết à. Nãy con nói, ủa con nói gì vậy? Con muốn có một bảo bối để không phải làm việc nhà. Bảo bối? Làm việc nhà hả? Ta có đó. Chờ chút xíu nha. Đây rồi. Then. Đây chính là ốc sên làm việc nhà. Ốc sên làm việc nhà? Đúng rồi, con đem con ốc sên này giúp việc nè. Về con để trên cái bếp nhà con á. Nó sẽ giúp cho con làm hết tất cả việc nhà luôn. Nè, cầm về đi. Về làm đi để mẹ la đó. Đi lẹ đi con. Nói tao không sao mà. Tao nghỉ ngơi xíu hết nè. Tao đang mệt. Đi lẹ đi. Ông nhớ đó nha. Đi để mẹ la. Đưa đây. Này mày chơi hết luôn đi, mệt quá hỏi chơi đâu. Của tao có đẹp không? Không, Trân, công việc của tao mới đẹp nè. Với con của My cũng đẹp luôn. Mày nói gì Quy? Hồi đó giờ tao chưa thấy ai sơ con dịch cam lè như mày hết á. Dịch Quy Bắc Kinh hả? Ủa, con báo hồng mày sao? Con đó là con gì vậy? Ủa, con này con Kitty. Hồi đó giờ mày thấy tư duy nào ghê gớm như tao không? Đớm như báo hồng. Của tao mới là đẹp. Của tao. Tao có một chuyện này quan trọng hơn chuyện mấy bức tượng của tụi mày nữa. Chuyện gì? Hôm nay tao gặp ông thần dây trai mà nhìn mặt ổng buồn lắm. Sắc mặt thì nhợt nhạt, mắt thì đỏ hoe à. Chắc là ổng buồn với ổng yếu lắm rồi. Mình phải tìm cách siêu thoát cho ổng thôi. Mà phải chia cái bà Maleficent ở đây để mình hỏi ha.
À có. Có gì? Có cái gì? Tao có cái này nè. Trời ơi, thằng này nó rảnh ghê luôn á. Mày mang điện thoại giả ra chơi à? Hả? Ôi, mày đừng có coi thường điện thoại nha mày. Trước khi bà Mary sành đi á, bà đưa tao cái điện thoại này, bà làm phép lên. Bà nói là khi nào á cần thì gọi cho bà. Vậy thì mau gọi đi. Gọi cho bà đi. Bây giờ tụi mày nhắm mắt lại, xong rồi nghĩ về bà Maleficent, đọc một con số, tao sẽ bấm gọi cho bà. Ừ, ghê dạ. Ừ. Nhắm mắt đi. Ừ, tao bắt đầu nha. À. 2 7 1 9 5. Tổng đài chúc bé ngủ ngon đây. Bé có gì muốn kể với chị sao? Ủa sao lại là tổng đài chúc bé ngủ ngon? Đứa nào không nghĩ đến bà Maleficent? Tao á, xin lỗi tụi mày nha, hồi nãy tự nhiên kêu nhắm mắt chi buồn ngủ nên cũng quên. Làm lại đến nào đề bài trước. Thôi xin nha, xin lỗi. Thôi đi, chuyện này nghiêm túc đó, tụi mày tập trung hết đi. Xin lỗi mà, làm lại. Nhắm mắt lại. 2 7 0 9 5. Wow. Hello mấy con. Ta đã đợi điện thoại của mấy con lâu lắm rồi, bây giờ mới chịu gọi cho ta hả? Sao, chuyện gì đây? Bà Maleficent, bà có cách nào để giúp cho ông thần với cha siêu thoát được không? Bà có hỏi cách, chứ đâu có hỏi bà có bao nhiêu cái đốt ngón tay mà bà đếm hoài. Ta đang coi tháng này có ngày nhật nguyệt hay không? Ủa, ngày nhật nguyệt thì liên quan gì tới ngày siêu thoát của ông thần? Ngày 15 tháng này, trong nguyên một năm nay chỉ đúng có ngày hôm đó thôi. Nếu mà bỏ lỡ thì ông thần ve chai sẽ bị tan biến. Nhưng mà để siêu thoát được thì cần phải có nguyên liệu để làm lễ. À, là nguyên liệu gì? Đây là một số nguyên liệu và hướng dẫn sử dụng. Các con cầm lấy đi. Cảm ơn bà Maleficent. Các con mau làm đi, không trễ đó. Ta cúp máy đây. Bye bye. Trân, mày đọc thử xem. Cái gì? Đá mềm, chén què, lông công bảy màu, nước đá ngựa và nến. Trời ơi, nước đá ngựa, lông công bảy màu. Trời, đá nào mà mềm, chén nào mà què. Bây giờ tụi mình chia nhau ra tìm đi. Đi, nhanh lên. Mệt quá à. Mỏi chân quá. Chân ngồi lên chân của Huy đi. Công nhận mày khỏe thật á. Đi từ sáng tới giờ mày không mỏi chân hay sao? Còn đứng đây cho tao ngồi lên chân nữa. Thì tao là con trai mà. Nhưng mà kế bên có ghế sao không ngồi chân. Mày có mệt không? Vừa mệt vừa đói bụng nữa. Nè, ăn đi. Thì ra ba lô của mày là để đựng đồ ăn không á hả? Ờ, thì tao biết sẽ có lúc dùng tới mà. Đi tìm nguyên liệu cho thần với trai mà làm như đi picnic vậy, mang toàn là đồ ăn thôi. Thì tao đem cho mày ăn chứ ai ăn. Nhưng mà không biết phải tìm lông công bảy màu ở đâu nữa. Mày có nghĩ ra được chỗ nào nữa không? Lông công thì tao nghĩ trong sở thú chứ làm gì có ở đây. Ê, lông công kìa. Ê, nhóc. Ê, biểu ơi. Ê, cái lông công đúng không? Em bé, nón trên đầu của em là có cọng lông công đúng không? Dạ đúng. Vậy em có thể cho chị cọng lông công đó được không? Ai? Biết cái này là cái gì không? Cười cái đầu mày chứ cười. Đưa con lông công đây. Mẹ ơi. À, mày chưa làm gì khóc mày. Đưa đây.
không sao. Ê, nó nghe nè, hồi nãy giờ tao bê rồi, giờ tới tụi mày bê đi chứ. Thôi, tao còn đang phải bê cái bát mẹ nè, hay mày bê đi. Thôi, tao còn bận suy nghĩ cách tìm ra đám mềm rồi. Thì mày bận suy nghĩ mà, đâu có liên quan tới cái tay đâu, cầm tiếp tao đi chứ. Tao thấy mày muốn trốn trách nhiệm cầm đồ thì có. Thì tao cầm. Trời ơi, tao đẹp mà tao khổ gì vậy trời. Bà má lên vision thì cũng kỳ ghê luôn á. Tự nhiên kêu nguyên liệu gì nữa, đá mềm, đá nào mà mềm. Tao nghĩ là cái phi vụ siêu thoát của ông thần ve chai có vẻ khó rồi, hay thôi bỏ qua đi. Đi. Ơi, kinh quá. Trời ơi, tao đẹp mà tao khổ dữ vậy trời. Gần gần sao? Ê, đá mềm, chính là nó. Cái gì? Cái gì, mình nói cái gì thấy ghê quá vậy? Mình nó đá cái gì? Không, nhưng mà nếu mà mình đem đi phơi nắng á, thì sẽ thành đá mềm. Phải không ta? Đúng rồi. Nhưng mà làm sao mình đem nó về được đấy ta? Thì đâu gì khó đâu. Thì tao vác cái đôi dép này về thôi. Thì ịt lại đi. Ịt lại. Mày giảm hơi cái nữa cho nó nhiều nhiều vô. Giỏi quá Thảo ơi. Rồi. Ê, nó cái chân kia luôn đi. Trời ơi, tao đẹp và tao khổ với gì vậy trời. Đi. Nhất chân lên Thảo ơi, nó mất đá mềm của tụi mình. Đừng sao tao phiền lắm rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi. Ngồi đi. Ơi, mày đừng có bỏ tay tao ra. Một lấy thằng nhóc nó đánh tao nữa đó. Làm sao mà nó chạy theo kịp. Long Công đây nè, không biết cái đứa kia sao rồi. Đây. Đã tìm được nước đái ngựa. Tụi mày đầy đủ đồ hết chưa con mày? Đây, tao phải xin mấy ông anh xin cái bát mẹ này mới cho đấy. Nước đái ngựa đi hả? Tao phải chui vô chừa ngựa chọt lét con ngựa muốn xỉu luôn với đồ như đây đó. Ủa, con Thảo đâu rồi? Nãy đi chung tụi mình mà. Đi nè. Trời ơi, xem xíu nó mất tiêu rồi. Tại sao mày lại mang mìn ra ngoài đường về hả? Ha, bậy bậy bậy, cái này không phải là mìn đâu. Cái này là đá mềm đó. Trời lại như vậy nè, hồi nãy tao định nhóm đi, cái sau đó tao đạp mìn. Mà ăn nhỏ bạn thân của mày nè, nó nói này là đá mềm. Mà tao không biết, tao không hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà đợi đi, tao về tao đem này tao phơi khô. Cái nó thành đá mềm tao đem qua cho mày. Mày mang xuống dưới đi, đừng để ở đây nữa. Trời ơi, mệt ghê luôn á. Là sao? Thì đúng rồi, bây giờ mình chỉ cần đem phơi khô cái cục này thì nó thành đá mềm thôi, tin tao đi. Thiệt hả? Vậy là coi như tụi mình đủ nguyên liệu rồi. Tới ngày 15 tháng này, nguyệt thực, mình sẽ bắt đầu hành động.
Rồi đó. Ủa, đây là máy ảnh định trang. Ta đã chụp hình định trang cho tụi mày rồi đó. Tụi mày thấy tao có ngầu không? Các con muốn xin gì cứ nói đi, ta sẽ cho các con bảo bối. Nhưng mà tại sao chỉ có một mình nó được thay đồ, còn bọn tao thì không? Ừ, thì tụi mày là chính tụi mày rồi, đâu cần định trang nữa. Không chịu, tao là người dẫn chuyện, cũng phải để cho tao mặc cái tầm gì đẹp đẹp chứ. Cái sơ rê đi, dài từ đây tới ngoài đầu hẻm nhà mình thôi. Thôi đi, mày phải mặc như vậy mới gần gũi chứ. Chứ mày còn định đẹp hơn tao à? Đúng rồi, tụi tao xấu thì mày cũng không được đẹp. Thôi, tập trung. Tụi mày đã nhớ hết vai của tụi mày chưa? Nhớ rồi. Bắt đầu, mày. Tao là Linh. Tao người dẫn chuyện. Tao là My. Tao là Huy đẹp trai. Ê, mày là thần ve trai đẹp trai hiện ra, chứ làm gì là Huy đẹp trai? Ờ thì tao biết mà, giả bộ nói vậy thôi, làm gì đánh tao dữ vậy? Rồi, bây giờ tụi mày sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng. Tụi mình đi thôi. Đi. Ê, đi đâu vậy? Ủa? Ê, chứ đi đâu? Theo tao. Ok. Đây. Trời đất ơi, Trần ơi. Tới chưa vậy, con dẫn không đi đâu vậy? Quẹo trái. Tới chưa? Rồi. Ây da. Không được hí nha. Được chưa, rồi chừng nào ông mới được mở mắt ra đây hả Trần? Khi nào con đếm 1, 2, 3 thì ông mới được mở mắt. Hôm nay con và các bạn có một món quà bất ngờ đặc biệt dành cho ông. 1, 2, 3, bắt đầu. Ta-da. Chào mừng ông thần dây chai đã đến với món quà hôm nay của tụi con. Dạ, hôm nay nhân dịp. Nhân dịp gì? Nhân dịp. Dịp gì? Nhanh lên con kia, tao mắc lắm rồi. Mày mắc thì mày đi vệ sinh đi. Không phải tao mắc diễn nữa. Thảo, vậy cuối cùng là nhân dịp gì con? À, nói chung là nhân dịp tụi con rảnh. Dạ, cái tụi con mới mở một vở kịch cho ông xem. Diễn cái này là vì ông và cho ông. Và vở kịch xin được phép bắt đầu. Diễn đi, diễn đi. Trong một khu xóm nhỏ bình yên quá trời, có các bạn nhỏ vô cùng đáng yêu. Trong đó có con Trân Châu Đường Phèn. Nhỏ này thì hơi ngu thường xuyên, nhưng được cái thông minh đột xuất. Có một bạn nhỏ khác nữa, đó là con Mi Mèo. Nó dễ thương đáng yêu, nhưng lương lẹo mắc ghét dữ lắm. Huy là một người vô cùng cao to, nhưng nó vô duyên, không ai sánh bằng hết trơn á. Còn một bạn trẻ nữa cũng không kém phần đáng yêu, đó là bạn Thảo Thảo. Bạn đó đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, sau này lớn lên thi Hoa hậu đoạt giải luôn. Con kia, sao mẹ nào làm thế, giới thiệu tao đi. Có. À, còn một bạn nữa, giang hồ như gia đình bạn đó vậy, chuyên hay bắt nạt người khác, đó là bạn Linh Lão. Bắt nạt rồi nào? Mày trật tự đi, sắp bắt đầu rồi kìa. Yeah, và phần giới thiệu nhân vật đã xong. Bây giờ vô phần kịch chính nha ông ơi. Vô đi, hấp dẫn nha. Háo hức quá à. Vào một ngày đẹp trời, con Trần với con My đang tung tăng ở trên đường đi mua đồ ăn vặt. Trong khi đó, con My có nhiều tiền hơn con Trân Châu, nên tự nhiên nó gặp con Linh Láo. Nó bèn bị con Linh Láo giật. Đưa tiền đây cho tao. Tao không có tiền. Đưa đây. Con Trân Châu Đường Phèn nó thông minh đột xuất, nó chạy một mạch về nhà. Con My ở đây bị bạn bỏ, vô cùng đau khổ, đấm vô lòng ngực, khóc quá trời khóc. Con Trân Châu Đường Phèn ở nhà, nó ngu mà, nó được cái thông minh đột xuất, nó bèn nhét cái tiền đó vô cái đống sách. À, chính xác là vô cái mép sách đó ông thần. Cái mẹ nó không biết, mẹ của nó quăng cái đống sách đó vô,
trong dựa ve chai. Nó không tìm thấy, nó khóc quá trời, nó điên đầu luôn. Tự nhiên nó gặp một chuyện vô cùng bất ngờ. À, đừng có đạp, đừng có đạp, ui da đau quá. Ta không phải là ma, ta là thần ve chai. Các con hãy đọc thần chú Umbala, thần ve chai đẹp trai hiện ra thì ta sẽ hiện ra giúp đỡ các con. Con thần chú Umbala, thần ve chai đẹp trai hiện ra. Umbala, thần ve chai đẹp trai hiện ra. Lúc đó đám trẻ vô cùng vui mừng, nhảy cà lưng cà tưng lên. Đó là lần đầu tiên Chân Châu gặp ông thần ve chai. Nó bèn giới thiệu cho Linh Láo và Thảo Thọc nghe. Ê, đây, 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 đây. Ông thần ve chai bảo vệ cho tụi trẻ thoát khỏi sự bắt nạt của con Linh Láo và Thảo Thọc. Ông thần ve chai cho một bảo bối vô cùng thú vị. Hãy xem cụ Khoai Lang Sức Mạnh. Bọn trẻ vô cùng vui mừng. Không những vậy, ông thần ve chai còn giúp cho tụi nhỏ đấu tranh chống lại những thế lực hắc ám. Nhưng sau đó, sức khỏe của ông ngày càng yếu dần. Ông thần ve chai sao ông? Ông ổn không ông? Không có sao đâu. Chắc tại ngồi ở đây trời hơi lạnh, nó đông ho vậy đó. Mấy đứa đang diễn hay quá. Diễn tiếp đi. Ông đang coi nè, diễn tiếp đi. Xin được phép tiếp tục nha tụi bay ơi. Nếu ông cứ ở mãi trên trần gian như vậy thì có thể ông sẽ biến mất mãi mãi. Vì thế tụi nhỏ đã kiếm cách để ông thần ve chai được đầu thai qua một kiếp mới để có một cuộc sống tốt hơn. Giữ văn vô thần. Ông thần ve chai, con biết nếu như ông cứ tiếp tục ở lại đây với con thì tuổi thọ của ông sẽ ngày càng bị giảm đi. Con biết ông sắp hết chịu đựng được nữa rồi. Con đã hỏi Maleficent, hôm nay chính là ngày tốt lành để ông được đầu thai. Thôi, tới giờ rồi. Tụi mình chuẩn bị đi. Ông Tần ơi, mấy ông ba của con có nói á, yêu người nào đó là phải cho người đó được tự do và hạnh phúc. Tôi không quyết định để cho ông được tự do cho ông hạnh phúc. Chuẩn bị đi tụi bay. Thằng xe chai, cảm ơn tụi con. Tụi con diễn hay lắm. Tụi con diễn hay lắm. Chúng ta đi thôi. Ông thần ve chai sẵn sàng chưa? Tụi con chuẩn bị xong hết rồi. Bắt đầu thôi. Duyên khởi nghiệp minh đài. Nhật nguyệt nhật thực. Lộ nguyệt thượng sơn tiên. Viễn ly chi vọng nguyệt. Phú quý công danh tảo. Thiên linh linh, địa linh linh. Sát nhập thiên địa, khai cửa hồi sinh. Tụi con, cảm ơn tụi con. Ông sẽ không bao giờ quên tụi con đâu. Ông đi đây. Ông kìa, tại sao lại là ông? Trang mất tiêu luôn rồi kìa. Phải mất chứ.
là do ta làm mà. Tại sao lại làm như vậy? Chẳng phải lần trước tụi tôi đã bỏ qua cho ông rồi sao? Đúng rồi, sao ông sống yên phận rồi vậy hả? Tụi bay còn dám nói hả? Tại tụi bay mà tên thần dễ trai khốn kiếp như vậy đã hại ta sống chui sống nhủi. Ta sống không yên thân thì tụi mày chắc chắn không sống yên thân đâu. Đừng nói nhiều với ông làm gì. Lấy bảo bối ra đánh ông đi ông thần. Nhanh đi ông thần dễ trai. Đợi đó. Tấn công. Yeah. Con xin lỗi mẹ vì đã lỡ lấy tiền mua xăng. Con xin lỗi mẹ vì đã ăn vụng bánh của mẹ. Tao xin lỗi bọn mày vì tao hay bắt nạt bọn mày. Tao xin lỗi mày nghe lên tao hay nói xấu mày á. Con xin lỗi ba mẹ vì con đã nói dối điểm số với ba mẹ. Chết rồi, tụi con đã bị tác dụng của mình sẽ thối lỗi rồi. Ông kia, sao ngươi? Ngươi có thể miễn nhiễm với lại bảo bối của ta vậy hả? Tại vì ta đã có áo tròn của mụ phù thủy Simla. Ngươi. Nếu tụi bay muốn hối lỗi thì xuống địa ngục hối lỗi với nhau đi. Chạy đi. Ông chạy đi. Ông chạy đi. Ngươi. Tao không để cho mày đi đâu. Nhưng tao không thể để cho ông Thần Dễ Trai chết như vậy đâu. Mày đi, mày bước qua đây thử xem không? Tao đập cho mày một phát lận à? Bây giờ mày quay lại là mày đắm đầu ở chỗ chết đó. Đúng rồi, ông Thần Dễ Trai đã lấy cái thân ra đi hy sinh cho tụi mình, tự nhiên mày quay lại đắm đầu chỗ chết rồi. Thì bây giờ tao mới làm sao? Tụi bay bình tĩnh đi. Tao nghĩ ông Thần làm vậy á là muốn tụi mình trốn thoát và cứu mọi người đó. Bây giờ mình tìm cách đi. Đúng rồi, mày phải mạnh mẽ lên, mày còn có tụi tao là bạn bè mà. Thằng Huy nó ngu ngu như thế mà nó nói đúng đấy. Bây giờ mình phải cứu ông Thần Ve Chai và bố mẹ còn hơn là đâm đầu vào chỗ chết. Hay quá à, lần nào cũng nói hết trơn á, tao không có gì để nói hết nè. Mà tao có một cái thắc mắc nha. Thắc mắc gì? Rồi bây giờ mình quay lại đó mình đánh ông kẹo bằng cách nào? Ồ ha, đó mới chưa chứ bây giờ mình mới làm sao? Ồ thì lúc trước mình đánh ông kẹ xong có ông Thần giúp đỡ, bây giờ mình phải làm sao đây? Bà mày nghĩ thử đi, không có ông Thần Ve Chai thì cũng phải có thần khác chứ. Trời ơi, nói là nghĩ ra liền luôn nè. Thần nào? Thần đen. Con này, mày toàn chọc gậy bánh xe thôi. Ủa vậy từ giờ mày nói không có Thần Ve Chai thì có thần gì? Tao trả lời thần đèn rồi mày la tao. Còn cái nữa à? Mình có biết ông thần đèn ở đâu đâu. Vậy là bây giờ mình phải tìm một ông thần có sức mạnh tương đương với ông kẹ, mà còn phải biết người đó đang ở đâu nữa hả? Ồ. Đừng có khóc nữa mà, đừng có khóc nữa. Bây giờ tao biết là... Tao biết phải tìm ai rồi. Đi thôi. Đi. Ai, đừng đi đâu nữa. Đi rồi biết. Tôi lướt web nhớ thấy có chén cứ kiếm tới mì gõ. Thơm thơm ngon ngon, vui là chính và những điều hay ho. Mấy anh mấy em, chưa người yêu đang sau lo thì đừng ngờ những chi đến đây xem channel Mì Cô. Làm mình cười vui, nhớ đi đi chi được sâu thẳm xem.